cái gì con? Cả nhà, cô bây giờ thì mình đang có mặt ở số 19 của Camet, quận 1 nha cả nhà, để quay cho cả nhà hàng bánh canh. Nhìn cái gọi là trên cái gánh nha của anh Dũng nha, rất là đặc trưng nè, dân dã nè, mà thấy là nhiều bạn trên laptop chia sẻ lắm, cho nên thành ra là hôm nay Ngọc đến đây á để quay ra kiểu sở review cho cả nhà thử coi là có giống như trên trang TikTok không nha. Ok, cái đó có liền. Dạ. Dạ. Anh cứ chăm vô đi ạ. Rồi chăm vô luôn đi đây, chăm vô luôn. Rồi cái giò cái không phải không? Tới gì Nhi nói đi con. Bánh canh cua là cua mình để ở đây hả mình? Đúng rồi em, cua, tôm, thịt heo, giò heo. Dạ. Mà thường là kiểu mình không có bán nguyên con đúng không? Không, anh không có bán cua nguyên con. Anh bán cua thịt. Đó, anh này nè. Hai phần thịt xém xảo là xảo. Thịt là bắp từ này nọ đó. Đúng rồi. Rồi giò, ai muốn ăn giò thì lấy giò. Em thấy nguyên cái bắp anh để trong tủ luôn kìa. Đúng rồi, là anh cắt ra đó. Dạ, sẽ trẻ ra. Nhưng mà cái bắp là sẽ ăn nó ngon hơn anh hiên. Tôi nghe nó ăn không nổi đâu. Gì hả? Mình em ăn không có nổi. Không, bắp này em không ăn nổi rồi đó. Nhưng mà xẻ ra thì nó ngon. Xẻ ra nó ngon. Dạ. Nó vừa phải. Xẻ ra nó ăn thịt bắp nó ngon hơn mấy cái ba nạc kia. Em thấy mấy bạn qua trên mạng quá trời luôn. Dạ. Anh Vũ đúng không anh? Dạ đúng rồi. Dạ. Nói chung mấy em nó cũng ăn quen chứ không ngồi... Dạ, mấy em cũng ăn quen rồi, giống như em thì ăn gì nè, nó ăn giống kèm quay gì đó hả, thoải mái. Mà anh Vũ bán đây lâu chưa anh Vũ? Anh về đây được 5 năm, còn bán ở trên Campbell ngay ngã ba Đặng Thị Nhung, nhà hàng Vân Cảnh á. Là đời má anh là 4 mấy năm rồi. Anh ngồi là 2 mấy năm. Wow. Rồi tới gì vậy con? Dạ chú Bình, con giờ chú không đó. Rồi nghe. Nghe, chú Bình tôi giờ tôi không, nghe. Cái là khách quen đó thấy anh ha. Dạ đúng rồi. Nhắc tên luôn á. Nhưng khi khách ăn quen anh biết là ăn cái gì rồi vô chỉ ngồi anh làm thôi. Hỏi từng hỏi. Dù em không ăn hành thì anh làm không hành. Là em ăn quen rồi đó, là anh biết rồi là anh cứ làm thôi. Em thấy ở trong đây anh bỏ cái sợi bánh canh vào trong đây luôn. Cho nó thấm nước dùng đúng rồi. Đó. Nước anh bỏ riêng, bây giờ em ăn thì em cứ bỏ nước vô thôi. Đặc biệt là mình thấy trong nồi nước lèo thì có thêm nấm rơm nữa cả nhà. Nấm rơm rất là bự luôn nha. Dạng nước rơm to nè, rồi anh có để cái sợi bún ở trong đó, cái sợi bánh canh ở trong đó để cho nó thấm nước dùng. Dạ. Một cua tôm với lại một cua giò. Bình thường phải không? Dạ đúng rồi. Cua tôm, cua giò. Cái cua tôm, cái cua giò cũng tí là không quẩy đúng không? Cua tôm, cua giò không quẩy đúng không? Rồi nghe. Cái cua tôm cái bánh canh giò. Cua giò, cua giò đúng không? Giò không á. Rồi giò không. Rồi tí đi chú Bình đi tí. Nè cua tôm rồi nhà giò không đúng không? Đúng 153. Coi dạ vô chưa? Giò không. Chính xác nha, hỏi cho tỷ nha. Em thấy ở trong tủ là còn cái thịt đó là thịt gì anh nhỉ? Cái này là bì. À bì hả? Bì, bún bì, chả giò, bì cuốn. Có luôn bì cuốn. Đen ơi vô nói cô Thảo cho chú Vũ một hai giá quyết vô nước luôn. Cái sâu nước cho một hai giá quyết vô. Cái gì con? Để bì cuốn ra cho cô chú chú đi con. Rồi tới gì nữa? Xong chưa? Giãn chưa? Cho cô em thấy cái bọc mình cuột ở dưới hả? Rồi chắc ăn. À vậy hả? Hèn chi nãy giờ em để sắc cái bọc nó tròn tròn. Rồi tới gì nói đi con. Cái đầy đủ thịt cua lấy thịt mắt. Cô ơi, là cô là thịt với tôm. Giờ thịt tôm. Rồi thấy chưa? Rồi mấy bốt chỉ dặn em là thịt với tôm. Là được rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ở chỗ luôn đi con, thối luôn đi, xong. Rồi. Của con có một phần à? Ủa một phần là mình bán làm sao vậy anh? Ủa? Một phần là mình bán nhiêu ạ? À, một phần có bánh quẩy là 60. Dạ. Không quẩy là 55 là tô bình thường. Lấy hơi đi chú Quỳnh giùm em. Đặc biệt là 75. Đặc biệt là lấy nhiều đồ ăn hơn. Dạ. À. Có xấu chú Bình chưa? Rồi con cứ đi tới đó nhá máy ba cái ba điện cho. Ở đây là mình ăn tại chỗ rồi, có ship đi không ạ? Có ship luôn, ví dụ anh đi không được thì anh book xe cho em. Nói chung là nó nhiều cách. Ví dụ đi không được thì ví dụ đông quá là anh phải book xe. Trừ khi em gần gần đây thì anh bạc qua cho em cái. Số điện thoại của anh là số mấy? 079 7250 240. Dạ. Bánh canh anh Vũ, 19 km. Đi quay ngột với cả nhà. Đang đi á, nói chú Bình canh lấy giùm. Dạ dạ đi rồi chú. Anh hồi xưa giờ là mình là hay làm cái nấm rơm là to to này hả? Mình không có làm loại nhỏ hả? Nó có bữa nhỏ, có bữa to. À. Nhưng mà em thấy là nhập nấm rơm luôn đó. Nhìn nó hấp dẫn cả nhà. Nạc không nên nạc tôm cua. Nạc tôm cua. Rồi cái không giò không hành mà lấy thịt nạc. Đúng. Hai cái lấy nạc hai cái lấy nạc. Rồi em nghe không có giò hết đúng không? Đúng. Em nghe rõ. Anh à, làm nhanh quá hiền. Một phút 30 giây xong rồi. Đúng rồi em. Ờ là phải ngon. Cắt tới đó. Ờ hay lắm. Mấy giờ là anh Vũ đây bán anh? 10 giờ rưỡi là bắt đầu anh có rồi. Dạ. Rồi tô này không hành. Wow. Là tô này là bao nhiêu anh? Đặc biệt. Thằng này là đặc biệt á. À, đặc biệt. Đặc biệt nãy anh nói là 75 là có bánh quẩy luôn. Ừ. Combo bánh quẩy luôn. Chỗ xẻ xẻ như vậy nha cả nhà, nhìn rất là hay ha. Cả nhà thấy là những xẻ như vậy làm nhìn cái miếng thịt nó vẫn còn ngon, nó rất ngon nha. À, ở đây thì Ngọc nhắc lại địa chỉ của cả nhà nha, số 19 của KM quận 1 nha cả nhà. Bánh canh anh Vũ, nếu khó quá cả nhà lên Google search nha. Ở đây anh không có nguyên con, chỉ có là cái dạng như là thịt bánh canh, thịt cua xé thôi. Năm mình cũng phải lựa cái trắng trắng này nó chưa chín. Dạ. Cái là nó vàng vàng rồi nó chín rồi. Anh làm cho em một tô đặc biệt nha. Ăn ở đây. Dạ đúng. Ok. Đặc biệt đầy đủ là 75.000. Đúng rồi. Nước giò ngon luôn nè. Dạ. Ăn đồ đầy đủ hết ha. Dạ. Hồi xưa giờ là anh ngồi bán luôn ha anh ha. Đúng rồi. Hồi đó anh hay quá. À. Rồi xong bắt đầu anh mới lên ngồi. Dạ. Từ từ. Hấp dẫn chưa? Đây, hôm nay mình ăn một cái tô khá đặc biệt nha cả nhà.
75.000 nha. Đó, giò. Cua xé nha, đặc biệt ở đây chỉ có cua xé chứ không có nguyên con nha. Nấm rơm rất là nhiều, loại to. Đó, thịt bắp nha, thịt bắp là phải xé 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 mà anh kiểu là anh gọt với cả nhà để cho cái thịt nó còn mới và mới lấy ra thì nó sẽ mọng ngon hơn. Bây giờ Ngọc sẽ ghé thử. Ơ lộn, bây giờ Ngọc sẽ thử. Thôi bỏ tới tiền rồi. Rồi, nước bánh canh ngon quá vậy. Thử lại. Rồi đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi luôn cả nhà, tại đứng trước cái bếp á. Xích ra lại, xích ra vô, xích vô. Vô chút. Con đi lên tiền cắm gì đâu, cắm bánh canh dạng đậm đà theo hương vị dạng nọ. Cái dạng có nghĩa là ngọt ngọt mặn mặn và đậm đà nha. Nói chung là mọi người mà coi clip Sài Gòn Phố lâu dài rồi sẽ biết là mình rất thích ăn cái hộ đậm đà mặn như thế này ha. Ngọt ngọt là hay khen lắm. Trộm lên, trộm lên. Trời ơi, đói lắm luôn. Bà đâu bỏ vô đâu. Đó, chỗ này là chỗ của anh Vũ, 19 của Camet ngay dưới cái phần dốc cầu của Camet nha cả nhà. 60 con. Có sợi bánh canh nè. Nó nở ra rồi á. Nó nở ra ha. Nín nín. Thịt cua chắc. Cô ok. Thực tế là nếu mà không thường á, mà cả nhà ăn cái dạng bánh canh cua á, thì chắc là thích hơn là cái dạng cua xé là đúng không? Tại xé mình đã tiện hơn ha. Ăn là giống như mình cảm nhận cái phần top bên rõ ràng luôn. Mà chỉ cần vớt lên là ăn cảm nhận luôn cả nhà. Nãy giờ mình ăn rất là nhiều cái càng rồi, nhưng mà cái phần nào nó cũng thể chắc hơn, tại chắc chứ lại thấm, để vô gia vị mình hút thêm cái lúc dùng nữa nó ngon hơn. Đây cái giò nè, giò bông lơn. Giò thì hầm mềm vừa phải để đủ độ bông lơn ra thôi. Ăn đúng nín ha, kiểu dai dai sực sực cái phần ngon nữa. Đặc biệt là trong cái phần nồi á, nước lèo thì có siêu nhiều nấm rơm mà mình gọi là ở đây là bánh canh. Bánh canh nấm rơm nha cả nhà, họ bánh canh cua nấm rơm rất là nhiều. Thật nè. Bây giờ phải thử cái này, tại vì cái phần giò anh làm rất là kiểu mình cảm thấy là ngồi mà gọt gọt mình thấy rất là hay, để mình ăn thử cho nó có giữ được cái độ. Thịt nó dạng mềm vừa tới xong rồi ha, giữ được cái độ mà ướt ướt á của cái thịt á. Tại vì thịt mà để cắt ra trước thì nó sẽ bị hay bị khô và nó bị dẻ, quá dẻ sẽ không ngon. Đó, cho nên hình ra là khi mà anh làm nguyên cái giò như vậy là cái miếng thịt thì mình thấy ngon nha, vừa mỡ vừa nạc nha, thịt dẻ còn giữ được cái độ ngọt không mặn nha, không có bị khô. Rất là nhiều cua luôn, đây cua, cua cua đó, bỏ miệng. Ngon. Mình cảm thấy là ngày hôm nay á, vừa về cái phần topping, vừa về cái phần gia vị và giá cả thì mình thấy là rất ok. Biết sao không? Tại vì do là ở đây cũng là quận 1 á nha. Thế nên thành ra là không thể nào mà mình đòi hỏi một cái con quá chừng đòi hỏi được. Tại vì cái này á vừa đủ độ gọi là chất lượng hay đi đâu với giá tiền nha. Ok nha. Cả nhà có thể ghé thử. Đây có số không? Đây, bánh canh anh Vũ nè, 19 km nha, Nguyễn Thái Bình, quận 1 nha cả nhà. Đó có số điện thoại của anh ở trên đây luôn, cả nhà có thể điện vòng vòng đây điện, có thể anh giao hoặc anh book cái đơn vị giao hàng để giao nha. Trong đây cũng có chỗ ngồi giống như Ngọc đây, Ngọc thấy là cũng ok. Và ở đây gần trung tâm nữa, các bạn văn phòng có thể là ghé thử thử thế nào nha. Coi hôm nay là một cái pha gọi là coi kết thúc thành công, tại vì thấy món này ngon quá mình mới đến đây giới thiệu cho cả nhà. Rồi, bye bye cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo nha.